Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh tiếng Trung Chinese for Everybody. Hôm nay chúng mình sẽ đến với một bài luyện nghe với tiêu đề là Khảo lụy tùy phong từ cảm sâu, có nghĩa là suy xét đến cảm xúc của người khác. Khảo lụy tùy phong từ cảm sâu. Với từ khảo lụy có nghĩa là xem xét hay là suy xét, và tùy phong có nghĩa là đối phương, còn cảm sâu có nghĩa là cảm xúc. 和别人交流的时候，要考虑对方的感受。我们可以用别人可以交流的方式来交流。 Khi giao tiếp với người khác, phải suy xét đến cảm xúc của họ. Chúng ta phải giao tiếp với người khác theo cách mà họ có thể chấp nhận được. 比如，你看了一个同学的笔记，你对他说：“你的字真难看。” 我都看不懂，这样的话会让他伤心。你可以说，你的字写得清楚一些会更好。 Ví dụ bạn đọc ghi chú của một bạn học cùng lớp, bạn nói với bạn ấy rằng chữ viết của bạn xấu quá, mình không đọc được. Những lời như vậy sẽ khiến cho bạn ấy buồn. Bạn có thể nói, nếu bạn viết chữ rõ ràng hơn thì sẽ dễ nhìn hơn. 比如有个同学午饭吃包子，你对他说：“你的午饭真难闻。”这样讲没有礼貌。你可以说：“你的午饭味道很特别。” Ví dụ một bạn cùng lớp ăn bánh bao vào bữa trưa, bạn nói với bạn ấy: "Bữa trưa của bạn có mùi khó ngửi quá." Nói như vậy thì không có lịch sự. Bạn có thể nói rằng: "Bữa trưa của bạn có mùi vị rất đặc biệt." 比如，一个同学回答完问题，你对他说：“你的声音太小了，我们都听不到。”这样说会让他失去信心。你可以这样说：“你的声音大一点会更好。” Ví dụ, sau khi một bạn cùng lớp trả lời xong câu hỏi, bạn nói với bạn ấy: "Giọng của bạn nhỏ quá, tụi mình đều không nghe được." Nói như vậy thì sẽ khiến cho bạn ấy mất tự tin. Bạn có thể nói như sau: "Tiếng của bạn nói lớn thêm một chút thì sẽ tốt hơn." 我们要诚实，同时也要考虑对方的感受，这样说话才不会伤害别人。 Chúng ta phải thành thật, nhưng cũng phải suy xét đến cảm xúc của người khác. Như vậy thì lời nói của chúng ta mới không làm tổn thương người khác. Và bài học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. 再见!